manifest đỉnh như sao Vebis. Hiếu thứ hai cầu được ước thấy, từ sự nghiệp cá nhân tới cả gân năng đều không chật chỗ nào. Nghĩ trong đầu là nay tôi rất là đẹp trai, thế giới người ta sẽ bị thuyết phục bởi cái suy nghĩ của mình. Yeah, em là tự nói với mình nhiều hơn, có nghĩa là mình luôn nói với mình là tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được, thì sẽ tới một ngày mà làm được. Sơn Tùng tưởng nổ chơi, ai ngờ thành siêu sao thật, nhưng anh bảo 30 nghỉ hát lấy vợ thì chưa xảy ra. Sau này gặp tao khó lắm. Gặp tao khó. Cái đà này chắc là xinh nhất Việt Nam. Ghê về luôn đó. Anh Tú xứng đáng sĩ cả đời vì nói đâu chúng đó. Tin này còn có cả Chibu. Nếu tài năng thì sớm muộn gì cũng sẽ nở rộ, nếu có tài và còn tự tin thì còn có thể dự đoán trước, tiên tri ra được tương lai của mình nữa đấy. Những ngôi sao này là ví dụ cụ thể nhất. Hiếu thứ hai đã lên hàng ngôi sao top đầu hiện nay, tốc độ nổi tiếng của anh còn nhanh hơn người khác gấp nhiều lần nữa. Thế nhưng bản thân chàng rapper này không chóng ngợp hay quá bất ngờ, thậm chí anh đã tự chuẩn bị cho tất cả. Hiếu từng tâm sự rằng trước đây khi mình còn chưa vào showbiz, nhiều người nói rằng giọng rap thế này thì sao mà thành công được, nhưng anh chàng không quan tâm. Ngược lại, Hiếu còn thường xuyên tự nói với bản thân rằng mình sẽ làm được. Anh luôn tin rằng nếu mình có niềm tin thì vũ trụ sẽ giúp mình thực hiện. Và cuối cùng anh chàng làm được thật. Niềm tin ấy còn áp dụng được cả với tổ đội Gơn Nang cũng không ngoại lệ, là đầu tàu của cả nhóm. Hiếu nổi tiếng trước nên thường xuyên được mời đi diễn riêng, nhưng anh thường từ chối mà nhận những show đi được cả nhóm. Ước mơ của anh là cùng cả nhóm diễn ở lễ hội âm nhạc, chương trình đếm ngược, một sân khấu thật lớn, và cho tới nay tất cả những mong ước đó đều đã thực hiện được hết. Vừa đẹp trai, vừa có tài lại còn có khả năng cầu được ước thấy nữa. Hiếu thứ hai số 2 còn ai là số 1 nữa đây? Sơn Tùng cũng là một nam ca sĩ có khả năng tiên tri đỉnh chóp, nói cái gì là sẽ ứng nghiệm cái đó. Trước đây khi chưa vào showbiz, nam ca sĩ từng nói với bạn rằng cứ đà này chắc tôi trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam, lúc ấy chẳng ai tin vào điều đó. Ngay cả bạn của anh cũng chỉ nghĩ đây là câu nói đùa, nổ chơi cho vui, thanh niên háo thắng mà thôi. Nhưng Sơn Tùng thực sự đã biến câu nói ấy trở thành hiện thực, liên tục cho ra những bài hit, cứ ra nhạc là thành tâm điểm, danh tiếng rất nhiều năm vẫn ở trên đỉnh và là thần tượng của bao ca sĩ trẻ hiện nay. Tuy vậy, có vẻ tiên tri về sự nghiệp thì đúng chứ chuyện gia đình của Sơn Tùng thì không. Anh từng nói tới năm 30 tuổi sẽ nghỉ hát để lấy vợ, nhưng hiện tại đã ở tuổi 30 mà nam ca sĩ còn hát nhiệt hơn, và vợ con thì vẫn còn bỏ ngỏ ở đó. Anh Tú cũng không hề thua kém ai trong khoản nói được thì làm được, dự đoán tương lai chưa chật chút nào, đã vậy anh ta nói đúng từ chuyện tình duyên tới sự nghiệp luôn nhé. Trước đây khi chưa yêu đương gì với Diệu Nhi là chàng thiếu gia Hà Nội này đã thẳng thắn tuyên bố ngay trước mặt người ta rằng sau này tôi sẽ lấy một người như chị, khi ấy còn bị mắng trẻ con nữa cơ. Nhưng nhìn xem, sau này anh ta còn khiến cho cô vợ phải thả thính trước, và đương nhiên là Diệu Nhi đã thành vợ anh Tú rồi đấy. Còn nữa, 8 năm trước Atos cũng gáy với Diệu Nhi rằng mình có fan nước ngoài, cứ nghĩ cũng chỉ là một câu nói bâng quơ vậy thôi, nhưng mà tới giờ điều đó cũng thành hiện thực rồi. Anh ta sang tới Paris mà vẫn có fan gọi tên hú hét, xin chữ ký rầm rộ còn gì nữa. Anh Tú nói thế giới cũng chỉ đến thế là cùng, nói đâu chúng đấy có sai bao giờ. Chibu gần như đã đoán ra hoàn hảo con đường sự nghiệp của mình từ cách đây rất nhiều năm khi tham gia bộ phim sitcom thời còn là hot girl trẻ măng. Ngày ấy Chibu nói rằng mình sẽ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực người mẫu ảnh mà sẽ lấn sân sang cả điện ảnh và ca hát nữa. Nhìn xem, người đẹp này đã nói được làm được rồi đấy. Đây có thể thấy là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Chibu để đi đến ngày hôm nay. Bởi thời điểm ban đầu khi cô đi hát nào có được bao nhiêu người ủng hộ, chính nghị lực và sự cố gắng tiến bộ đã mang tới kết quả ngày hôm nay cho người đẹp. Chibu xứng đáng tự hào về chính mình thật nhiều.